Trung Quốc và Vatican quyết định gia hạn thỏa thuận về việc bổ nhiệm giám mục Công giáo La Mã thêm 2 năm nữa, theo Bộ Ngoại giao Trung Quốc loan báo ngày 22 tháng 10. Với thỏa thuận này, Đức Giáo Hoàng có tiếng nói cuối cùng về việc bổ nhiệm các giám mục Trung Quốc, và chính phủ Trung Quốc cho phép tất cả những vị này, kể cả những người được giáo hội nhà nước ủng hộ, chấp thuận, công nhận quyền hành của Giáo Hoàng. Thỏa thuận trước được ký cách đây 2 năm và hết hạn vào ngày 22 tháng 10. Bộ Ngoại giao Mỹ và các tín đồ Công giáo bảo thủ cho rằng Vatican đã bán đứng cho chính phủ Cộng sản Trung Quốc khi đồng ý thỏa thuận này. Nhiều người tin rằng, cuối cùng, thỏa thuận sẽ dẫn đến quan hệ ngoại giao với Bắc Kinh, có nghĩa là Vatican sẽ cắt đứt quan hệ với Đài Loan. Hôm 21 tháng 10, Bộ trưởng Ngoại giao Vatican tuyên bố còn quá sớm để nói về quan hệ ngoại giao với Trung Quốc.